Đầu tiên là về cái phần kiến thức cần nhớ. Đối với cái phần kiến thức cần nhớ này, chúng ta sẽ đi tổng cộng là 3 cái sơ đồ phản ứng. Cô bắt đầu bằng cái sơ đồ 1. Với cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ hoàn thành tính chất của phi kim. Từ phi kim chúng ta có thể hoàn thành một cái phản ứng mà sản phẩm sinh ra là một chất khí. Từ phi kim hoàn thành một cái sơ đồ phản ứng, sản phẩm sinh ra là oxit axit. Từ phi kim hoàn thành một cái sơ đồ phản ứng, sản phẩm sinh ra là muối. Cô lấy ví dụ tương tự cho 3 trường hợp này. Trường hợp thứ nhất, từ phi kim chúng ta có thể tác dụng với khí hydro, sản phẩm sinh ra là chất khí H2O. Từ phi kim lưu huỳnh chúng ta đang tác dụng với kim loại magie, sản phẩm sinh ra là muối. Và trường hợp thứ ba, từ phi kim chúng ta đang tác dụng với oxy, sản phẩm sinh ra là oxit axit. Trong ba phản ứng này thì phản ứng 1, phản ứng 2 phương trình đã cân bằng rồi, chúng ta còn phản ứng 3 là phương trình chưa cân bằng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu cân bằng từ vị trí của oxy và sản phẩm. Và chúng ta thấy đây là chỉ số lẻ, do đó chúng ta sẽ cân bằng cách là thêm hệ số phía trước công thức của chất có chỉ số lẻ ở đây. Lúc này chúng ta được 10 oxy và bên chất tham gia chúng ta có 2 oxy, chúng ta thêm hệ số ở đây chúng ta được 10 oxy. Tương tự vậy chúng ta có 4 phốt pho và ở đây chúng ta thêm hệ số là 4, thì chúng ta lưu ý là cả công trình này được cân bằng. Chúng ta tiếp tục với cái phần 2, đó là tính chất hóa học của một số phi kim cụ thể. Ở đây phi kim cụ thể cô sử dụng là phi kim clo. Từ clo chúng ta có thể thực hiện sơ đồ phản ứng. Một, từ clo có thể điều chế ra hydro clo. Từ clo có thể điều chế ra nước sao đen. Từ clo có thể điều chế nước clo. Từ clo có thể điều chế muối clo. Thì để thực hiện cái sơ đồ phản ứng này chúng ta sẽ có bốn phương trình tương ứng. Với phương trình số 1, từ clo điều chế ra hydro clo thì chúng ta cho tác dụng với khí hydro điều kiện là nhiệt độ. Phương trình số 2, từ clo cho ra muối cloro thì chúng ta sẽ cho tác dụng với natri, clo tác dụng với natri tạo ra muối natri cloro. Phương trình số 3, từ clo cho ra dung dịch nước sao đen thì ở đây clo chúng ta cho tác dụng với NaOH sẽ tạo ra NaCl, NaCl và H2O, hỗn hợp ba chất này được gọi là nước sao đen. Phương trình số 4 là từ clo có thể điều chế ra nước clo. Từ clo điều chế ra nước clo thì chúng ta sẽ thấy là cho clo tác dụng với nước tạo ra HCl và HClO. HCl và HClO và một phần clo dư hoặc đang trong nước hỗn hợp ba chất đó sẽ tạo ra được là nước clo. Chúng ta tiếp tục với cái sơ đồ thứ ba. Trong cái sơ đồ thứ ba này là chúng ta sẽ thực hiện cái chuỗi phản ứng của carbon và các oxit của carbon và muối carbonat. Chúng ta sẽ thực hiện tổng cộng là có 8 cái phản ứng. Thì trong mỗi một cái phản ứng chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đối với phản ứng thứ nhất, từ C có thể cho ra CO bằng cách nào? Chúng ta sẽ cho phản ứng với khí CO2 điều kiện nhiệt độ. Phương trình thứ hai, từ C có thể cho ra CO2, chúng ta cho tác dụng với khí oxy, sản phẩm sinh ra là CO2. Phương trình số 3, từ CO có thể cho ra CO2 thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện phản ứng bằng cách cho tác dụng với CO2 điều kiện nhiệt độ, sản phẩm sinh ra là khí CO2 và CO. Phản ứng thứ tư là phản ứng ngược lại, từ CO2 có thể cho ra CO. CO2 chúng ta cho tác dụng với lại C thì sản phẩm sinh ra sẽ là CO và chúng ta cân bằng ở đây cho này. Phản ứng số 5, từ CO2 cho ra CaCO3. Đối với phản ứng 5 này chúng ta sẽ cho tác dụng với CaO, sản phẩm sinh ra là CaCO3. Trong cái phản ứng số 5 này em có thể thực hiện cho tác dụng với CaO hai nhóm phản được và sản phẩm sinh ra là CaCO3 H2O. Đối với phản ứng số 6, từ CO2 cho ra sản phẩm muối trung hòa hoặc là sản phẩm muối axit thì chúng ta lưu ý phản ứng số 6 này chúng ta sẽ thực hiện được hai phản ứng. CO2 cho tác dụng với NaOH, sản phẩm sinh ra là muối trung hòa Na2CO3 là nước. Hoặc từ CO2 chúng ta cho tác dụng với NaOH, sản phẩm sinh ra là muối axit NaHCO3. Tùy theo yêu cầu của đề bài chúng ta có thể chọn phản ứng trên hoặc phản ứng dưới. Số 7, từ CaCO3 cho ra CO2. Từ CaCO3 muốn cho ra được khí CO2 thì đây là chúng ta thực hiện phản ứng phân hủy cho ra được khí CO2 và CO. Phản ứng số 8, từ muối axit có thể cho ra khí CO2, từ muối trung hòa có thể cho ra khí CO2 bằng cách nào? Bằng cách thực hiện cho tác dụng với axit HCl. Na2CO3 tác dụng với HCl cho ra muối NaCl, khí CO2 và H2O. Muối axit NaHCO3
xem lại cái phần ý nghĩa của bản thân này. Em đã xong cái phần của kiến thức cần nhớ, em chuẩn bị bài tập cho cái phần tiếp theo. Em về ôn lại những cái bài tập đã có trong sách giáo khoa.